Tình trạng sạt lở tại bờ sông Vàm Cỏ Tây, khu vực phường 2 thị xã Kiến Tường ngày càng nghiêm trọng hơn theo từng năm, khiến hàng chục hộ dân luôn sống trong cảnh lo sợ. Do đó yêu cầu về một dự án kè phòng chống sạt lở càng trở nên cấp bách. Khu vực bờ sông Dàm Cỏ Tây thuộc khu phố 1 và khu phố 2, phường 2, thị xã Kiến Tường bị sạt lở kéo dài hơn 800 m lấn sâu vô phía bờ gần 30 m đất gây sụt lúng rạc nứt nhiều căn nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 80 hộ dân. Nguyên nhân chủ yếu là do tác động của dòng chảy lũ hàng năm kết hợp với nền đất yếu và sự lưu thông của các phương tiện thủy, vận chuyển hàng quá có tải trọng lớn tạo ra sóng đánh vào bờ gây sạt lở đất. Thì cái tình trạng sạt lở thì nói chung là nó đã nhiều năm mà năm, tới năm nay á, thì à, cũng đề nghị là nên là cấp bách để mà làm cái 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 cái, cái, cái uh, bờ kè để cho mà khoảng 80 hộ dân ở trên này để mà an tâm để mà sinh sống chứ tới mùa nước tới này á, thì coi như là nó sẽ sạt lở thêm nữa Trước tình hình mùa mưa lũ năm 2024 sắp đến, nguy cơ sạt lở sẽ tiếp tục diễn ra gây ảnh hưởng đến sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Chính vì vậy, việc triển khai dự án kè chống sạt lở thì xã Kiến tường cần nhanh chóng được thực hiện để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.